Kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay ngày 16 tháng 12, tuyết đã phủ trắng toàn bộ thị trấn Sapa của Lào Cai. Trên những cung đường núi, tuyết dày từ 10 đến 20cm khiến việc tham gia giao thông trở nên khó khăn và nguy hiểm, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sản xuất và sinh hoạt của đồng bào. Khi miền Bắc nước ta bước vào đỉnh điểm của đợt rét đậm rét hại dài nhất kể từ đầu mùa đông, thì trên thế giới, người dân nhiều nước cũng đang phải hứng chịu cái rét như cắt da cắt thịt trong các đợt bão tuyết, báo hiệu một mùa đông tồi tệ không kém năm 2012. Tại Mỹ, một đợt bão tuyết mới đổ bộ vào khu vực bờ đông bắc nước Mỹ khiến nhiều trường học và văn phòng phải đóng cửa, trong khi tình trạng giao thông ngừng trệ. Băng tuyết bao phủ gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông và mất điện trên diện rộng. Theo Sở Thời tiết Quốc gia Mỹ, tại nhiều nơi ở hai bang Massachusetts và Connecticut, độ dày trung bình của tuyết đã lên đến 15cm. Gió thổi mạnh kèm theo mưa tuyết đã làm giảm nhiệt độ trong ngày xuống dưới 0 độ C tại nhiều nơi. Các trường học và văn phòng công sở tại hầu hết các thành phố chính đều thông báo đóng cửa. Khoảng 1.000 chuyến bay nội địa đã bị hủy hoặc trì hoãn, kéo theo tình trạng ngưng trệ tại nhiều sân bay. Còn tại Trung Đông, các nhà chức trách thành phố Jerusalem hôm qua đã phải kêu gọi sự trợ giúp của quân đội. Các ngã đường dẫn tới Jerusalem đều đã phải đóng cửa. Cảnh sát khuyến cáo người dân không nên đi vào các con đường này. Tại bờ Tây, đường giao thông, xe hơi và các tòa nhà bị bao phủ bởi tuyết. Năm nay 36 tuổi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết bao phủ tại một thành phố nhiều đến như thế này. Hệ thống giao thông bị ngừng trệ, mọi người dân đều ở nhà. Tôi nghĩ hôm nay tuyết phải ngập đến 1 mét. Cơ quan khí tượng Jordan cho biết một số nơi tuyết rơi dày hơn 60cm, gây ra một số tai nạn khiến nhiều người bị thương. Tuyết rơi nhiều cũng buộc hãng hàng không Jordan phải hủy bỏ nhiều chuyến bay. Thời tiết lạnh giá bất thường cùng với những trận bão tuyết cũng tấn công các quốc gia Trung Đông khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Syria, Liban và các vùng lãnh thổ của người Palestine. Trong khi đó, tại Trung Quốc, mưa tuyết và giá lạnh không chỉ xảy ra ở các tỉnh miền Bắc mà tràn xuống cả các thành phố phía Tây Nam nước này. Tại các tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Côn Minh và Trùng Khánh, cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì thời tiết khắc nghiệt. Chính quyền địa phương đã buộc phải đưa ra mức cảnh báo vàng và đóng cửa tạm thời nhiều tuyến đường cao tốc do lo ngại xảy ra các vụ tai nạn do trơn trượt. Trong số các nước đang phải hứng chịu bão tuyết trên thế giới, các nhà hoạt động nhân đạo đặc biệt quan tâm đến Syria, đất nước còn đang chìm trong giao tranh và xung đột đẫm máu. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại quốc gia Trung Đông khi mà hàng triệu người tị nạn Syria đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt. Cơn bão sớm mùa đông Alisa đã tấn công miền Bắc Liban và một số khu vực thuộc thung lũng Beka, mang theo mưa, tuyết và gió mạnh. Tại thị trấn Zale, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Cuộc sống của khoảng 1,4 triệu người tị nạn Syria ở đây, vì thế mà trở nên khốn đốn. Tôi không có đủ chăn cho các con. Nhà tôi có đến 9 cháu nhỏ. Chúng tôi còn chưa biết sẽ cho chúng ăn và sống bằng gì trong điều kiện thời tiết như thế này. Những người đàn ông đã phải đổ đầy các bao cát để dựng lều trại, đồng thời xếp lốp xe và gạch trên nóc những ngôi nhà tạm bằng gỗ để gió khỏi thổi bay đi. Các gia đình co ro trong cái rét căm căm kèm theo mưa tuyết. Tình hình rất tồi tệ. Chúng tôi cần xăng dầu và lều trại. Không ai giúp chúng tôi cả. Phát biểu với báo chí tại thủ đô Damas ngày 14 tháng 12, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Valerie Amos cho biết bà rất lo ngại về cuộc sống của người tị nạn Syria trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Tôi đã gặp Ngoại trưởng và Thứ trưởng Ngoại giao Syria để thảo luận về những vấn đề liên quan và những tiến bộ mà hai bên đạt được trong quá trình hợp tác. Tôi cũng sẽ tới Liban để bàn về việc triển khai các chương trình hỗ trợ người tị nạn, giúp họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt này. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, riêng ở Liban có hơn 8 triệu người tị nạn Syria đang sống trong các trại tị nạn, các tòa nhà bỏ hoang hoặc ở cùng bạn bè, người thân. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết nhu cầu nhân đạo đang tăng nhanh hơn so với khả năng cung cấp của quỹ, cũng như nhiều tổ chức nhân đạo khác. Tuyết rơi dày trong mùa đông thường gây ra nhiều trở ngại như gây ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng, làm cuộc sống của mọi người bị đảo lộn. Hãy xem người dân các nước đối phó như thế nào với thời tiết khắc nghiệt trong mùa đông. Tuyết rơi dày và bão tuyết là hiện tượng thường thấy tại các quốc gia ở châu Âu và người dân nơi đây phải học cách sống chung với các trận bão tuyết. Trước mỗi đợt thời tiết khắc nghiệt, người dân các nước được khuyến cáo phải theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết,
dự trữ các nhu yếu phẩm phòng trừ trường hợp không thể ra ngoài do tuyết rơi dày. Tuyết rơi dày thường gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với giao thông. Đối với những người sử dụng giao thông công cộng, hành khách được yêu cầu kiểm tra tình trạng các chuyến tàu, chuyến bay trước khi tới nhà ga sân bay. Vào mùa đông ở châu Âu, con đường thường bị tuyết phủ trắng, khiến các phương tiện bị mắc kẹt. Các tài xế tại những nơi tuyết rơi dày được khuyến cáo sử dụng lốp chuyên dụng dành riêng cho tiết trời khi có tuyết. Loại lốp này có khả năng bám sâu hơn vào mặt đường bị phủ tuyết hay mặt trơn, tránh khả năng xe bị trơn trượt. Tại các quốc gia châu Âu, khi tuyết rơi dày, chính quyền địa phương phải huy động các nhân công để thu dọn tuyết, sử dụng các phương tiện như xe ủi tuyết, xe xúc tuyết để tạo thuận tiện cho giao thông. Đối với các nhà dân, sau các trận bão tuyết, tuyết thường rơi dày trên các mái nhà, có thể gây sập mái. Người dân nhiều nơi phải dùng xẻng để dọn tuyết khỏi mái nhà nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng tới kết cấu công trình do sức nặng của tuyết. Tuy nhiên, công việc dọn tuyết cần người có sức khỏe vì nó có thể gây đau lưng và đau tim. Trên thế giới, nhiều người già và người trung niên đã tử vong hàng năm do bị đau tim trong khi dọn tuyết. Ở nhiều nước, khi tuyết rơi dày, chính quyền địa phương thường sử dụng các biện pháp làm tan băng và chống trơn trượt. Muối thường được sử dụng để rắc trên các con đường tuyết phủ đầy nhằm làm tan và giữ cho băng tuyết không đóng băng lại. Khi rắc muối vào tuyết, sẽ tạo nên dung dịch muối có nhiệt độ đóng băng thấp hơn nước thường, nên nó làm tan tuyết. Muối cũng có thể được rắc lên đường sau khi cào tuyết, để con đường đó không bám tuyết trong một thời gian. Sau khi dọn tuyết, các chất chống trơn trượt như cát, gạch vụn, mùn cưa và xỉ cũng có thể được sử dụng để giúp bề mặt cải thiện độ ma sát. Tại châu Âu, muối thường được sử dụng trong những ngày tuyết rơi dày của mùa đông để làm tan băng. Ví dụ như trong mùa đông 2000-2001, Cộng hòa Séc đã sử dụng 168.000 tấn muối, 348.000 tấn cát và bột đá, và 91.000 tấn các chất khác như xỉ. Thụy Sĩ thường sử dụng trung bình 0,6 kg muối cho mỗi mét vuông đường vào mùa đông. Thời tiết giá rét cũng ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của mọi người. Những đối tượng nhạy cảm với thời tiết, đặc biệt là người già và trẻ em, phải luôn được giữ ấm và thường được khuyến cáo không nên ra ngoài trời nếu không thực sự cần thiết. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng nên thiết lập đường dây nóng để người dân có thể thông báo đề nghị trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp. Đó là kinh nghiệm giúp các nước phương Tây chống chọi với mùa đông đang có xu hướng ngày càng khắc nghiệt hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc châu Âu đang chìm trong giá rét, thì ở quốc gia Đông Âu Ukraine, làn sóng biểu tình đang đốt nóng đời sống chính trị. Dưới cái lạnh gần 0 độ C, ngày hôm qua, khoảng 200.000 người biểu tình vẫn cắm trại tại quảng trường độc lập ở thủ đô Kiev để phản đối chính phủ của Tổng thống Yanukovych hoãn ký thỏa thuận liên kết với châu Âu và yêu cầu chính phủ phải từ chức. Dường như đối với những người biểu tình này, mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Ukraine với phương Tây sẽ là điều phải đạt được bằng mọi giá. Đây là vấn đề nội bộ của Ukraine, nhưng cũng đồng thời phản ánh vấn đề rộng hơn, đó là sự lựa chọn con đường phát triển của quốc gia trong mối cạnh tranh giữa các cường quốc. Đám đông người biểu tình trong trang phục vàng và xanh của quốc kỳ Ukraine đã tập trung tại quảng trường ở thủ đô Kiev. Tôi đến đây để bảo vệ quyền lợi của mình. Đứa con trai 9 tuổi của tôi đang đợi ở nhà, và tôi không muốn chính phủ cướp đi tương lai của nó. Chúng tôi đương nhiên muốn gia nhập EU. Cuộc biểu tình rầm rộ này diễn ra chỉ ít ngày sau khi lực lượng cảnh sát chống bạo động tìm cách giải tán khu trại của người biểu tình nhưng không thành công và khiến căng thẳng càng gia tăng. Chúng tôi sẽ ở ngoài này cho đến khi chính phủ bị lật đổ. Hiện tại, an ninh Ukraine đang ở trong tình trạng báo động cao khi khoảng 5.000 người ủng hộ ông Yanukovych đến từ các tỉnh cũng đổ về Kiev. Nguy cơ đụng độ giữa hai phe có thể sẽ xảy ra. Còn trong ngày 15 tháng 12, nhiều người biểu tình chống chính phủ đã nhận được những lời khích lệ từ Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khi ông phát biểu trước đám đông ở quảng trường độc lập của Kiev và khẳng định tương lai của Ukraine nằm ở châu Âu. Chúng tôi ở đây là để ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của các bạn, chủ quyền của Ukraine trong việc quyết định số phận của chính mình một cách tự do và độc lập. Và số phận mà các bạn đang tìm kiếm nằm ở châu Âu. Sự hiện diện của Thượng nghị sĩ Mỹ McCain tại cuộc tụ tập chống chính phủ sau thế đối đầu kéo dài hàng tuần giữa những người biểu tình và giới chức cho thấy thế sầm co địa chính trị, trong đó Ukraine nằm ở tâm điểm. Thượng nghị sĩ McCain là người mới nhất trong danh sách các quan chức châu Âu và Mỹ đi thăm trại của phe biểu tình, được dựng lên bằng các chướng ngại vật như ghế băng, giỏ chở hàng có bánh xe và lưới thép. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng
Washington sẽ theo dõi sát sao tình hình Ukraine. Trước đó, trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland đã phát bánh quy mặn tại quảng trường cho người biểu tình. Trước những yêu sách của Ukraine về viện trợ và cuộc chiến trên đường phố Kiev ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát, dường như EU đang mất dần kiên nhẫn với Ukraine. Ngày hôm qua, Liên minh châu Âu-EU tuyên bố khối này sẽ ngừng công việc liên quan đến thỏa thuận liên kết thương mại và chính trị có tính lịch sử giữa EU và Ukraine. Động thái này đang tạo thêm sự ngăn cách giữa hai bên và cũng cho thấy sự bất bình của EU khi bị lôi kéo vào cuộc chiến đấu giá với Nga để tranh giành Ukraine. Stéphane Foulé, quan chức phụ trách mở rộng EU, thông báo qua Twitter rằng lời nói và việc làm của ông Yanukovych cùng chính quyền của ông này về thỏa thuận trên ngày càng xa cách. EU vốn từng đề nghị tiếp tục thương thảo về vấn đề này, nhưng vào ngày hôm qua, ông Foulé tuyên bố các lập luận sau đó của chính quyền về điều khoản cho thỏa thuận không có cơ sở thực tế. Lời lẽ của vị quan chức này cho thấy EU đã mất kiên nhẫn với đòi hỏi của Ukraine về viện trợ tài chính và bực mình về việc khối này bị buộc phải tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga về vấn đề Ukraine. Trong khi đó, mục đích chuyến thăm của Tổng thống Yanukovych tới Moscow vào ngày mai 17 tháng 12 chủ yếu là để thắt chặt các thỏa thuận thương mại với Điện Kremlin giúp đỡ nền kinh tế ốm yếu của Ukraine. Phe đối lập cho rằng lợi ích quốc gia sẽ bị đe dọa khi Ukraine tham gia vào liên minh thuế quan hiện mới gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Những người biểu tình cũng kêu gọi tổ chức thêm một cuộc tụ tập lớn nữa vào ngày mai 17 tháng 12 để giám sát chuyến thăm Moscow của ông Yanukovych. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Mykola Arazov cho hay ông kỳ vọng về một thỏa thuận về mức giá thấp hơn cho khí đốt của Nga chuyển sang Ukraine. Có thể thấy, việc Tổng thống Yanukovych trì hoãn ký thỏa thuận liên kết với EU chỉ là giọt nước tràn ly từ những mâu thuẫn âm ỉ trong lòng Ukraine suốt nhiều thế kỷ. Đó là một đất nước Ukraine bị chia rẽ sâu sắc giữa miền Tây ủng hộ châu Âu và miền Đông ủng hộ Nga. Song có một câu hỏi đặt ra là vì sao tình hình tại Ukraine lại trở nên nghiêm trọng như hiện nay và lối thoát nào cho quốc gia này? Nhiều chuyên gia đã quan ngại rằng làn sóng biểu tình hiện nay có thể bị đẩy thành cuộc cách mạng như đã từng xảy ra 9 năm trước tại đất nước bên bờ Biển Đen. Theo các nhà phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. Trước hết đó là thế đứng ở ngã ba đường, khiến đất nước này luôn đau đầu tìm cách duy trì cân bằng giữa hai luồng dư luận xung đột nhau, mở cửa hướng Tây hay duy trì mối quan hệ mật thiết với Nga ở hướng Đông. Nhìn nhận một cách công bằng thì gia nhập Liên minh thuế quan do Nga thành lập hay liên kết với Liên minh châu Âu bằng một hiệp định đều có lợi cho Ukraine. Điều dễ hiểu là Kiev không muốn mất lòng bên nào, dù là láng giềng lâu năm hay người bạn mới đầy quyền lực. Nhưng lựa chọn dành cho đất nước bên bờ Biển Đen chỉ có một, và trong ngắn hạn thì quan hệ với Nga là một lựa chọn đem lại nhiều lợi ích hơn. Mặc dù thị trường châu Âu có quy mô gấp 10 lần liên minh thuế quan do Nga khởi xướng, nhưng hàng hóa Ukraine hầu như chưa có chỗ đứng tại đây. Ngoài ra, Ukraine sẽ phải trả cái giá rất lớn để gia nhập EU bởi khoản hỗ trợ tài chính 800 triệu euro của EU chỉ như một viên kẹo nhỏ, chẳng thấm vào đâu so với con số 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để nâng cấp nền kinh tế yếu kém của đất nước này cho đạt tiêu chuẩn châu Âu. Trong khi đó, nếu gia nhập Liên minh thuế quan, Ukraine sẽ ngay lập tức có quyền mua dầu mỏ và khí đốt từ Nga với giá thấp cùng nhiều ưu đãi khác. Thế nhưng thật đáng tiếc, lựa chọn bất đắc dĩ của Tổng thống Viktor Yanukovych lại không làm vừa lòng những người muốn tiến gần hơn với phương Tây và mâu thuẫn bùng phát là điều khó tránh khỏi. Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng bất ổn hiện nay là vấn đề liên quan tới cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, người được mệnh danh là linh hồn của cách mạng cam, năm 2004 đã lật đổ Tổng thống Yanukovych và đưa người hùng với đường lối thân phương Tây Viktor Yushchenko lên nắm quyền. Dù hiện tại, bà Yulia Tymoshenko đang phải bóc lịch vì những tội danh lạm quyền, tham nhũng, song ảnh hưởng của nữ hoàng khí đốt trên chính trường Ukraine vẫn còn rất lớn. Rõ ràng, Tổng thống Yanukovych hiện đang chịu áp lực lớn trong việc quyết định sẽ đưa quốc gia mình nghiêng về phương Tây bằng cách ký thỏa thuận với EU hay sẽ gia nhập Liên minh Hải quan do Moscow đứng đầu. Theo các chuyên gia, không chỉ giằng xé về chính trị, nền kinh tế Ukraine cũng đứng trước sự lựa chọn hóc búa và đồng thời sự giằng co giữa châu Âu và Nga đang khuấy động những cảm xúc trái ngược của người dân. Trong đó, có nỗi sợ đất nước trên 45,5 triệu dân này có thể rơi vào một cuộc xung đột khó tránh khỏi. Thông tin tiếp theo về làn sóng biểu tình tại Ukraine sẽ được gửi tới quý vị trong các chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây kỳ sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!